ơi. À, chào đón cà phê của chú anh chị. Chào đón mua cà phê nha cả nhà. Sáng nào chiều lon cũng đi mua cà phê nha. Chị em lo đi mua cà phê nè. Đúng rồi, xưa hồi xong luôn. Đúng rồi, uống quán này không à. Chị em lo đang ngồi kìa. Cô chú anh chị nhìn thấy xa là chị em lo đang ngồi đó nha. Ngồi đợi chợ mua cà phê nha cô chú anh chị. Trong thời gian tới giờ cô chú anh chị hãy theo dõi video nha. Đó, chị em lo đang đợi ra để lấy cà phê đó cô chú anh chị. Tối chiều lon đi về rất là khuya nha cả nhà. Em quán cà phê này là chú Năm thường là hồi giờ là chú Năm mua ở đài hoài của chú anh chị. Chị Lon đang ngồi trong cái ghế đợi anh chú quán làm cà phê xong là chị Lon sẽ đi về. Chắc chị Lan mua chắc 2 ly đó cô chú anh chị. Trong thời gian này đã cô chú anh chị mình hãy theo dõi nha. Con bị chua chú chị đợi dìm con ra nha. Dìm con là nó nói chuyện với mấy anh. Dìm con mua 2 ly ha. Mua 2 ly. 1 ly là mua dìm con uống, 1 ly nữa là giữa chừng nó còn Chị Lon ơi, tối nay là 19 giờ anh chị. Mở mềm cái nó không có cây à. Lon hả? Tối nay 19 giờ không chị? Tối nay em đi với chị Hồng Loan ra Miên Vũ qua đưa lên 19 giờ tối nay đó cả nhà. Vô đi cô bỏ máy số hả? Cô ơi, mới mua mà. À, chị em Lona trang trí một cái đường điện nhái vàng tròn nhà quanh ngõ cửa khung nhôm của cô chú anh chị rất là đẹp luôn. Một ly gì đó uống một ly gì đó này thắp hương chú Năm á cả nhà. Thấy là Lon là cũng như là con gái là còn Lon rất là cảm như là bận công việc rất là vất vả luôn cả nhà ấy. Mình thấy thương chị luôn. Chị mà Lon cũng vất vả chị cũng xúc hết mọi kiến cả nhà. Sáng nay là anh Chánh anh Khoa là chuẩn bị là đóng thùng hang là trưa nay là giao bưu điện gấp đó cả nhà. Sáng giờ đấy là 7 giờ lên Chánh dậy rồi. Vậy mình lại đóng thùng nữa cả nhà. Mới cũ gì đó cái này hàng mình đi tốt rồi.
cũng sáng nào cũng đóng hàng cả nhà, ăn những mệt hàng cô chú anh chị gần xa đến đây để mua hàng ủng hộ cho chị Loan, cô chú anh chị. Rồi, Yến nè, tránh thủ trái, không tránh thủ tất cả những mệt hàng khá thủ của anh chị. Sáng thấy anh Chánh dậy rất là sớm luôn ha, để đóng thùng lẻ bữa nay là giao cho bưu điện cả nhà. Anh Chánh rất là siêng luôn. Ăn sáng chưa anh Chánh? Sáng giờ là anh đóng thùng là chưa ăn sáng luôn cả nhà ơi. Rất là hỏi nhiều quá, người ta đang làm mệt nên có hỏi nhiều quá. Quay chia sẻ cho cô chú anh chị xem được chút chuyện con là thắp hương cả nhà, thắp hương để lấy sự may mắn của ông Địa đó cả nhà. Ông Địa đây phụ mong ông Địa phù hộ anh chị Trình Long mong bắn được cả nhà. Chị Long cũng thắp mai anh cho ông Tài. Tối nay là trên MV của đã ra mắt tại kênh Bỏ Thì Hồng Loan Official cả nhà, 19 giờ tối nay cả nhà. Cô chú anh chị gần xa để biết thông tin thì hãy vào kênh YouTube Bỏ Thì Hồng Loan để ủng hộ Thì Hồng Loan của chú anh chị để nhiều triệu view cả nhà. Đó, chị Hồng Loan đang ở Chị Long đốt bên bếp một cây nữa, rồi chị Long là gì di chuyển lên 28 dậy rồi. Chú Tránh phụ những thùng đồ ăn vặt bỏ và đăng cá thùng nữa của chú. Đây là shop chị Hồng Loan nha cả nhà. Cô chú mình có biết thông tin này thì cô chú mời gần này đến mua những mặt hàng là như là combo 1, 2, 3, 4 của chú anh chị. Mỗi mẫu combo là tặng một hũ rong biển nha cả nhà, hũ rong biển đó cô chú. Combo 1 thì luôn quên xe mua gì chị Long? mua thuốc cho ngoại giọng Long quên mua thuốc cho ngoại nha cả nhà. Long đang thắp hương cho chú Năm mà nhưng chị Long quên mua thuốc. Mà chú Năm đặc biệt chú Năm hút là hút thuốc ba số năm nha, ba số năm. Ngồi mà chị Long quên mua thuốc cả nhà. Đó, chị Hồng Long thì tiếp tục chị Hồng Long ra phía ngoài mua thuốc cả nhà. Long này qua bên này. Ba số năm bên này. Chị Long này mua thuốc cả nhà. Tướng đi giống y chú Năm đó cô chú, thì thuốc ba số năm ngay cả nhà, ba số năm đó cô chú anh chị. Chào cô chú, thôi em xin kết thúc clip đây cô chú anh chị. Mấy người ủng hộ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo cho tên người miền của chú. Nhưng mình sẽ cập nhật tình hình Chị Long bán hàng phía trước từ sáng đến chiều cho cô chú anh chị yêu mến Chị Long để xem nha.